Đây là công nghệ hả? Triệt lông bikini này ha. À, em bắn chừng 3 lần là có hiệu quả. Bây giờ em thấy hả cái triệt bikini hả? Bây giờ em thấy nó như thế nào em? À, bây giờ lông nó ít hơn, mạnh hơn, À, rất là ít. là nó sẽ khít lỗ chân lông không? À, sẽ khít lỗ chân lông, Nó làm trắng vùng kín không? trắng hơn, trắng. Ừ.